Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 16, từ câu 13 đến câu 19. Khi Chúa Giê-xu đến vùng kế cận thành Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng, người ta nói con người là ai? Các ông thưa, kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Chúa Giê-xu lại hỏi, còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa, thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giê-xu nói với ông, này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù Chúa Giê-xu hiểu đến tận cõi lòng thâm sâu của các môn đệ, nhưng người vẫn muốn một trắc nghiệm về nhận thức của dân chúng. Và câu khẳng định của các môn đệ, người ta bảo thầy là ai và anh em bảo thầy là ai, câu trả lời của tông đồ Phêrô đã làm vừa lòng Chúa Giê-xu nhất. Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Câu trả lời của Phêrô đã nói đúng căn tính đích thực của Chúa Giê-xu. Con Thiên Chúa, đó là một phần thưởng, là kết quả mà chỉ có Phêrô mới được ban cho đặc ân đó. Có thể nói, Phêrô làm được một điều mà chưa người nào làm được khi tuyên xưng Đức Giê-xu là con của Thiên Chúa. Thánh Phêrô bộc lộ một đức tin cá vị mãnh liệt vào Thầy của mình, và từ đó Ngài đảm nhận nơi Chúa một trách nhiệm lãnh đạo cộng đoàn. Đây là một sự dấn thân vô điều kiện. Đối với người Kitô hữu, câu hỏi được đặt ra cho các môn đệ cũng là câu hỏi của mỗi người chúng ta. Đối với tôi, Chúa Giê-xu là ai? Tùy theo tâm tính hay nghề nghiệp sẽ có nhiều câu trả lời khác nhau. Đối với một học sinh, Đức Giê-xu có thể là một thầy giáo tận tụy. Đối với một anh công nhân, Đức Giê-xu có thể là một người cùng chia sẻ lao động cực khổ với con người. Đối với người trẻ, Đức Giê-xu có thể là tình yêu, là sự thật, là lẽ sống. Bởi lẽ, người trẻ dễ cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu, thiết tha đi tìm kiếm sự thật và lẽ sống cho đời mình. Khi trả lời câu hỏi đó, người Kitô hữu được kêu gọi đến một đức tin cá vị. Thời nay, đức tin phải là: tôi tin vì tôi muốn tin. Tôi tin nơi Đức Giê-xu vì Người mang lại sự thật, bình an và ơn cứu độ và lẽ sống cho cuộc đời của tôi. Tôi tin vì Người là lý tưởng đời tôi. Vì thế, chúng ta được Chúa kêu mời sống đức tin này trong cuộc đời, sống đức tin chứ không phải giữ đức tin. Để sống đức tin, người Kitô hữu cần được lời Chúa và mình máu Thánh Chúa nuôi dưỡng. Hôm nay giáo hội mừng lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ. Chúng ta hãy tha thiết cầu nguyện, xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của hai thánh ban cho mọi thành phần trong hội thánh cách riêng cho mỗi người chúng ta biết tích cực góp phần mình vào việc xây dựng hội thánh trần gian và mở rộng nước Thiên Chúa. Đồng thời, chúng ta xin thêm lòng tin để yêu mến Chúa Giê-xu phục sinh, yêu mến và gắn bó hơn với hội thánh của Chúa, cũng như trung thành hoàn tất ơn gọi theo Chúa đến cùng.
Lạy Chúa Giêsu, đời sống xã hội hiện nay có quá nhiều đe dọa đến đức tin. Nhưng điều đe dọa chính lại là thái độ sống đức tin của chúng con. Xin Chúa củng cố đức tin của chúng con thêm vững chắc ngay giữa những cơn bão tố của cuộc đời, để đức tin của chúng con mãi tin tuyền và trung thành trong ơn gọi mở rộng nước Thiên Chúa. Amen.